Đại tá không quân Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch phản công ở Kherson. Một đại tá của không quân Ukraine đã thiệt mạng do trúng đạn pháo của Nga trong chiến dịch phản công ở tỉnh Kherson, miền nam nước này. Theo hãng tin Pravda của Nga, đại tá không quân Ukraine Andriy Omechenko đã qua đời trong một trận pháo với lực lượng Nga trong chiến dịch phản công ở tỉnh Kherson. Tuy nhiên, tờ báo không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể. Ông Omenchenko từng làm việc trong Cơ quan An ninh Ukraine SBU và bắt đầu tham gia vào chiến dịch đối phó với lực lượng ly khai Donbass ở miền Đông từ năm 2014. Ukraine chính thức thông báo phản công ở miền Nam, đặc biệt là Kherson, từ cuối tháng trước. Giới chức Kiev khẳng định chiến dịch đã giành được những bước tiến nhỏ như giành lại một số vùng làng mạc, thị trấn làm gián đoạn mạng lưới tiếp viện của Nga. Một quan chức cấp cao của Ukraine thừa nhận đây là một quá trình kéo dài, không thể có một chiến thắng nhanh chóng như kỳ vọng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine thất bại đau đớn. Kiev bị cho đã mất hàng nghìn binh sĩ trong đợt phản công kéo dài một tuần qua. Hồi tháng 8, Anton Listopad, một trong những phi công xuất sắc của không quân Ukraine, cũng đã qua đời. Theo một nguồn tin, máy bay của ông listopad trúng hỏa lực trong một trận không chiến với lực lượng nga